Thì Linh review qua nhanh cho anh em một chiếc xe độ đơn giản trên chục triệu này chắc hẳn là rất là ít các bạn tin đúng không anh em? Thì hôm nay Linh sẽ review thêm những phần quà mà dành tặng riêng cho những chiếc xe độ bên Linh các bạn nhá. Đầu tiên là một cặp lốp Michelin khi anh em mình đến quán Linh thay thế trong tháng 10 này. Hello, xin chào bạn đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Chắc hẳn là lúc đầu video này anh em đã xem quá trình mà Lĩnh hoàn thiện lên chiếc xe này rồi. Nó cũng giống như bao nhiêu bản độ khác, nhưng mà hôm nay Lĩnh có một số những cái chia sẻ về cái chiếc xe đặc biệt này. Chiếc xe này thì đến từ Hưng Yên các bạn nhá. Một chiếc xe dọn trên 10 triệu. Nếu như anh em mà nhìn cái hình ảnh chắc hẳn là các bạn không thể tin được chiếc xe này dọn hơn 10 triệu đâu. Thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình xem video ngày hôm nay và có những món quà gì thì Lĩnh sẽ gửi đến video ngày hôm nay, và có những cái phần hỗ trợ của tháng 10 này thì Lĩnh sẽ cập nhật ở video ngày hôm nay các bạn nhá. Nếu như anh em xem một bức ảnh này mà bảo là chiếc xe độ hơn chục triệu chắc hẳn là các bạn không tin đâu, thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình review chiếc xe ngày hôm nay và giải thích cho anh em một số những anh em hay thắc mắc về những chiếc xe mà bên Lĩnh dọn zin như không dọn các bạn nhá. Tức là độ zin như không độ đấy. Thì đây là một bộ tem The Doctor
Valentino Rossi cực kỳ đơn giản của em trai, thích đơn giản và thích nhiều màu màu đen các bạn nhé. Đó, thì di chuyển về phần trên đầu này thì Lĩnh sẽ review cho anh em mình những cái sản phẩm mà quen thuộc. Và hôm nay Lĩnh sẽ nói với các bạn là một chiếc xe độ trên 10 triệu. Anh em có tin không thì Lĩnh sẽ giới thiệu đến anh em ngày hôm nay đây. Bi cầu Titan Black mắt quỷ màu đỏ hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Bao tay V3 và phanh côn H2C. Vẫn gói quen thuộc với các bạn, nhưng mà bạn này thì bạn không thích phối màu, bạn thích nguyên đen thôi thì Lĩnh sử dụng màu đen là chủ đạo các bạn nhá. Về phần mặt nạ bên dưới cực kỳ đơn giản, vẫn là màu đen là chủ đạo đây anh em. Vẫn là màu đen là chủ đạo, giữ nguyên cái bộ đờ mi zin màu trắng ở đây. Phần bên dưới này thì Lĩnh cũng thay thế cho em trai là một cặp lốp độ mông to, size lốp 90 đằng trước và size lốp đằng sau là 140. Thì rất là nhiều các bạn cũng có comment hỏi Lĩnh rằng anh ơi, vành zin có lên được lốp to không? Thì lên bình thường các bạn nhá. Với các bạn mà lên vành zin mà lốp to phiên bản đời 2018 này thì các bạn phải xử lý lại cái rè nếu như mà các bạn lắp phục zin thôi. Còn với các bạn mà lên phục WinX hoặc là các bạn có thể thay thế đơn giản hơn là các bạn thay một cái rè đời 2019 vào thì các bạn lên thoải mái lốp đằng trước 90 không bị cạ rè các bạn nhá. Và tiếp tục Lĩnh sẽ xin trả lời cho anh em một chút. Những cái anh em mà có xem video nhưng mà không để ý kỹ ấy, thì rất là nhiều video Lĩnh đề cập đến cái cây phuộc WinX này rồi. Hôm vừa rồi Lĩnh đăng lên, Lĩnh bảo là bạn XSI này lên cặp phuộc WinX hơn 3 triệu thì chắc hẳn là có một bạn là bạn ấy comment bảo là có bị thuốc không mà thay cái cặp phuộc WinX là hơn 3 triệu. Nhưng mà anh em biết đến rồi, nếu như mà Lĩnh bán nguyên hai cây phuộc này thôi, nguyên hai cây phuộc này thôi mà hơn 3 triệu thì đúng là bị thuốc thật. Nhưng mà anh em hiểu rõ giúp Lĩnh là khi anh em lắp lên XSI là sẽ phải thay thế một bộ phụ kiện LCM nữa các bạn nhá, một bộ phụ kiện LCM kèm cái bát heo nữa này, một cái bát heo này nữa anh em nhá, bát heo hay là bạc đạn, ống chỉ bạc đạn nữa thì nó mới hơn 3 triệu, kèm cả cái bộ rè này nữa, kèm cả bộ rè nữa các bạn nhá. Thì đây là Lĩnh xin giải thích lại đến cho anh em xem không hiểu cho lắm, cho nên là sẽ nói những cái câu là thuốc nọ thuốc kia thì nói chung là ở đâu cũng làm được thôi anh em. Không phải nhất cứ là nhất quyết là lên với Lĩnh làm đâu, nhưng mà bên Lĩnh có những cái mà anh em mình đã xem rất là nhiều video mà Lĩnh muốn gửi đến các bạn rồi. Là đầu tiên thì bao giờ Lĩnh cũng luôn muốn làm sao có một chiếc xe sạch đẹp nhất có thể các bạn nhá. Bao giờ Lĩnh cũng đặt một cái tiêu chí là sạch đẹp và an toàn nhất cho anh em mình độ xe. Chứ là bên ngoài len căng xe beng nổi bật. Đấy, các bạn có thể là thay thế bằng một bộ tem nổi bật thôi thì chiếc xe nó cũng khác hoàn toàn rồi anh em. Đó, thì đây là một cái góc tâm sự mà Lĩnh vừa chia sẻ với anh em. Tiếp theo là một cặp đĩa dây sinh boy, một cặp đĩa dây sinh boy bản lắp như zin, kèm theo đó là 10 con ốc các bạn nhá, 10 con ốc đĩa GR5. Thì 10 con ốc thì nó hơn 200 một tí cả công cả keo lắp. Cặp đĩa này nó cũng vài trăm nghìn. Đó, thì nó cộng dồn rất là nhiều. Tiếp theo là một cái móc treo dầu dây dầu zin, móc treo dây dầu zin. Ok anh em, bên trong này thì có thêm cả cái bộ phận bảo vệ két nước nữa. Bảo vệ két nước nữa anh em. Di chuyển về phần sườn bên tay phanh này, thay thế ở bên trong cái bưởng, nếu như anh em xem video từ lúc đầu ấy thì anh em thấy là bên Lĩnh có thay bát tải chống giọng ở bên trong này, bát tải chống giọng này là côn zin và dầu top 1 ở trong này các bạn nhá. Ở phần trong này thì các bạn review không, anh em không nhìn thấy. Cổ bô titan, cổ bô này là sử dụng cổ bô dài anh em. Ngoài ra thì cái bộ phận ốp bô bên ngoài này thì Lĩnh cũng thay thế toàn bộ, cái bộ phận này là thay thế toàn bộ hết các bạn nhá. Đấy, kèm theo đó là những cái phần ốc xanh lục bảo. Ốc xanh lục bảo, điểm nhấn khá là nhỏ nhưng mà rất chất. Về phần dưới này, bao giờ bên Lĩnh thay ấy, thì là cũng đều thay cả cặp. Thì Lĩnh sẽ sử dụng một cặp đĩa của dây sinh boy kèm ốc nữa các bạn này. Ở bên dưới, đằng sau này các bạn nhé. Đây, anh em hỏi Lĩnh là vành zin lên được lốp to không? Thì Lĩnh xin trả lời với anh em đây. Vành zin lên lốp to, size lốp 140. Vành zin lên lốp to, size lốp 140. Kết hợp rè FZ vành cao, rẽ rất vành cao và bát chống gãy ở bên dưới này anh em biết đến rất là nhiều rồi. Xinh An V3. Ở chiếc xe lần này ấy, thì bạn ấy không thực hiện cái gói sơn gắp hay là báng chân, nhưng mà Lĩnh vẫn sơn tặng cho em trai thêm cái phần tay dắt màu sau này. Đấy, sơn tặng cho em trai cái tay dắt này các bạn nha. Đó, không sơn nhưng mà cái tay này nó xước xấu lắm rồi, lên review thì anh em lại chửi chết. Thì thôi, thì Lĩnh sơn tặng luôn cho em trai. Tiếp theo di chuyển về phần ở trong này thì bạn ấy sử dụng cho Lĩnh là cây phuộc All-in hàng 11. Cây phuộc này rất êm các bạn nhá. All-in hàng 11. Thân phuộc thì là màu vàng, còn ngoài bình dầu tăng chỉnh. Và phần bình dầu tăng chỉnh thật này là màu cam anh em. Đấy, tăng chỉnh thật các bạn nhá. Lần này có thay thế khác biệt một chút, Lĩnh sẽ review tâm điểm cho anh em ở chút ở dưới này.
bộ nhông xin đĩa khi lên lốc to thì chắc chắn là sẽ sử dụng một bộ nhông xin đĩa 44T của X1R rồi. Nhưng mà lần trước ấy, Lĩnh hay review là cái sợi sên, là sợi sên của Corona, Corona kết hợp đĩa tải của X1R. Nhưng mà lần này là bên công ty đã làm thay thế toàn bộ, tức là sử dụng đĩa của X1R và sợi sên X1R luôn anh em. Rất êm các bạn nha, rất là êm, êm hơn là cái mẫu lần trước. Đó, đấy là một sự thay thế khác biệt so với lại những bộ nhông sên khác. Di chuyển tiếp về phần ở bên trên này thì anh em có thể nhìn thấy bên này thì nguyên một bộ tem. Và kết hợp giữa chiếc xe này ngày hôm nay thì Lĩnh sẽ có một số những cái điểm chi tiết tặng đơn giản cho em trai, thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình review cái gói tặng. Thì Lĩnh review qua nhanh cho anh em một chiếc xe độ đơn giản trên chục triệu này, chắc hẳn là rất là ít các bạn tin đúng không anh em. Thì hôm nay Lĩnh sẽ review thêm những cái phần quà mà dành tặng riêng cho những chiếc xe độ bên Lĩnh các bạn nhá. Đầu tiên là một cặp lốp Michelin khi anh em mình đến quán Lĩnh thay thế trong tháng 10 này, thì Lĩnh sẽ tặng cho anh em mình những cái phần quà mà công ty Michelin muốn gửi tặng đến cho anh em. Đầu tiên phần quà mà khi em mình đến thay một cặp lốp là một cái bình nước nhỏ xinh này cho anh em, cho con hay cho em đi học đựng rất là tiện lợi các bạn nhé. Kèm theo đó là một cái móc khóa có logo của Michelin như thế này, rất là tiện lợi cho anh em. Ngoài ra không thể thiếu được là một hộp khẩu trang như trên tay Lĩnh cầm. Trong hộp này thì sẽ có 5 chiếc khẩu trang cực kỳ cao cấp của Michelin gửi tặng cho anh em. Đó là một cái phần quà nho nhỏ của công ty gửi đến cho các bạn. Ngoài ra thì chiếc xe này thì bên Lĩnh cũng tặng cho một gói rửa siêu sạch, bảo dưỡng toàn phần, kết hợp là một cái phần sơn tay dắt này. Đó là những gói mà Lĩnh muốn gửi đến cho những chiếc xe mà gửi lên cho Lĩnh độ. Và đặc biệt trong tháng 10 này, như đầu Lĩnh nói với các bạn rồi, Lĩnh sẽ gửi đến cho anh em mình một cái chương trình khuyến mại riêng của cái tháng 10 này thôi. Là tầm này anh em mình nên gửi xe lên dọn zin độ đẹp trong tầm tháng 10 này, nó sẽ hợp lý hơn là anh em mình gửi giáp Tết nhá. Và không thể thiếu được, Lĩnh sẽ gửi tặng cho anh em mình một cái phần quà, tức là một gói gửi xe miễn phí chiều về cho các bạn nhá. Tức là anh em mình gửi lên cho Lĩnh thì anh em sẽ mất cước, còn bất cứ các bạn ở đâu, ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng hay Huế, Đà Lạt hay là tất cả những khu anh em mình, khu miền Bắc này, Lĩnh sẽ tặng cho anh em mình một thêm, tặng thêm các bạn nhá, chứ còn bình thường không có. Tặng thêm cho anh em tháng 10 này là cái cước gửi xe gửi về cho đến tận nhà cho các anh em. Ok, video ngày hôm nay thì Lĩnh đã gửi đến cho anh em một chiếc xe gọi là độ dọn zin như không độ. Và anh em mình thấy chiếc xe này nào thì anh em mình nhớ cho Lĩnh xin một lượt bình luận, comment xuống phần bình luận các bạn nhá. Và một lượt like, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình ra nhiều những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, bye bye anh em.